Ok, hôm trước đang uh, ở cái phần này đấy uh, mình tiếp tục này never mind said Ginny bracingly look we can get rid of all this easily she put out her wand sca scalgify Scal ơi thôi đừng bận tâm nhá uh, Ginny nói một cách vô cùng là Trấn um, an nghe này chúng ta có thể loại bỏ được tất cả những thứ này một cách dễ dàng cô ấy rút cái đũa thần của mình ra và sau đó thì hô cái thần chú đó là scalgify rồi thì cái từ bracingly đầu tiên. Brace là cái rào chắn. Thế cho nên là khi mà nó nói kiểu bracingly thì tức là nó giống như rào theo cái cảm xúc của người khác ấy. Đấy chấn an. Thậm chí là khi mà cái niềng niềng răng ấy nó cũng có thể được gọi là cái brace. Vì vậy cho nên nó giữ lại cái cảm xúc đúng không? Giữ lại cái cái cái, cái sự bình tĩnh cho mình. Thì đấy gọi là bracingly nhá, một cách chấn an người khác này. Get rid of something thì tức là loại bỏ được một thứ gì đó. Đấy và đây kiểu loại bỏ nó một cách dễ dàng và sau đó thì rút đũa thần ra. Rồi, các bạn nhớ thả tim thật nhiều nhé, like, share cái livestream này giúp mình. Có comment thì cứ có câu hỏi thì cứ comment, mình sẽ trả lời ngay. The sting, từ từ, the sting set vanished. Sorry, said Neville again in a small voice. Ron and Hermione did not turn up for nearly an hour, by which time the food trolley had already gone by. Ờ, cái sting sap tức là cái chất màu xanh ấy mà nó bắn ra từ cái cây xương rồng đấy và cái văn cảnh ở đây tức là cái thằng nivo nó mang lên xe mang trên tàu hỏa một cái cây vậy và cái cây đấy nó bị bùng nổ đó nó bị phát nổ thế là bắn tung tóe vào tất cả mọi người xung quanh rồi uh, sau khi mà có cái thần chú scalgify thì tất cả những cái chất dịch màu màu xanh đấy đã biến mất Xin lỗi nhé, Nivo nói một lần nữa trong một cái giọng nói rất là rất là nhỏ. Ron và Hermione thì không có xuất hiện trong gần một giờ. Và tới cái giờ mà họ xuất hiện ra thì cái xe đẩy đồ ăn bán hàng nó đã đi qua rồi. Turn up bằng với từ show up, nhà yeah, tức là xuất hiện. Đấy. Trolley thì uh, bình thường ấy nó gọi là cái cart, tức là cái xe đẩy. Cart. Nhưng mà đây, người Anh thì thường gọi là trolley rồi cái xe đẩy bán đồ ăn nhé, giống kiểu uh, bán đồ ăn vặt đã đi qua rồi. Harry, Ginny, and Neville had finished their pumpkin pasties and were busy swapping chocolate frog cards when the compartment door slid open and they walked in, accompanied by Crookshanks and a shrilly hooting pigeon in his cage. Uh, Harry, Ginny, và Neville đã ăn xong cái phần bánh bí ngô của mình và đang rất là bận rộn trao đổi với nhau những cái tờ thẻ bài, uh, sô cô la x. Khi đó thì cái cánh cửa của khoang tàu trượt mở ra và họ bước vào. Đi kèm theo bởi con mèo crookshanks và một cái con cú Pigwidgeon nó đang uh, hú lên một cách rất là lanh lỏi trong cái cổng, à, trong cái, cái 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 lồng của nó. Nào, họ đang busy swapping đúng không? Swap tức là trao đổi, Đấy, hai người đổi cho nhau. Compartment door chính là cái cánh cửa của khoang tàu nhé Bình thường khi mà chúng ta nói một khoang ấy Thì tức là một cái compartment Alright, trượt mở ra này Đúng không? Nó trượt chính là quá khứ từ slide Đấy, và đây là quá khứ của từ slide nhé Nó viết thành slit Đấy, chia trong quá khứ Company tức là bạn đồng hành Và accompany company tức là đi cùng Nó dùng ở dạng bị động ấy Tức là được đi cùng bởi Rồi con mèo này Và cái con cú nó đang hú lên nhé Trong cái lồng của nó Hút, đúng không? Giống kiểu hút Đó, chính là con cú nó kêu đấy Một cách rất là shrilly Tức là một cách rất là theo thé Đó, cái tông giọng nó cao nha Shrill Rồi, và đây, hút đinh, đúng không? Hút đinh à, Các bạn có thể Nói một người vui tính đó là A real hút Giống kiểu hay trêu chọc, hay bày trò ấy A real hút Cái gì? L size <cười> 65 <cười> Cái gì đây? Đây không phải bán hàng nha I'm starving, said Ron, stowing pig next to Hedwig, grabbing a chocolate frog from Harry and throwing himself into the seat next to him. Ôi, tớ đang đói lắm rồi đây. Ron nói, cất cái con cú pig vision của cậu ấy bên cạnh con cú Hedwig. Túm lấy một cái thanh kẹo sô-cô-la ếch từ Harry và sau đó thì văng mình lên cái ghế bên cạnh Harry. Right, rồi, có câu hỏi gì cứ comment nhé, đừng có <laughs> mua hàng các thứ là được Nào, cái từ starve tức là bỏ đói Và nếu mà mình bảo là I'm starving tức là tôi đang cực kỳ đói Đang chết đói đây Đấy, Còn stow thì tức là cất đi một thứ gì, Nên nó bằng từ store mình cất nó đi Rồi, uh, mệnh đề quan hệ rút gọn của Ron đúng không, cộng với vấp in uh, Grab đó là nắm lấy, túm lấy, với lấy một thứ gì và throw himself thì tức là quăng mình Vậy thì ý của nó là văng người nhé Ngồi xuống vào cái ghế bên cạnh Harry này He ripped open the wrapper Bit off the frog's head And leaned back with his eyes closed as though He had had a very exhausting morning Cậu ta Ron xé toạc mở cái giấy gói của cái cái cái, cái thanh sô-cô-la ra Cắn vào cái đầu của con ếch Bởi vì con con ếch đấy là kiểu hình của cái cái thanh sô cô la mà đúng không và sau đó thì dựa người về phía đằng sau với cái đôi mắt của cậu ta nhắm lại như thể là cậu ấy đã có một cái buổi sáng vô cùng mệt mỏi à, có từ rip thì bình thường khi mà mình xé một thứ gì đó nhá thì ý của nó là rip đúng không? và nếu như mà rip off thì nó lại mang ý nghĩa khác à, bình thường nghĩa đen thì đó là xé bỏ nhưng mà nghĩa bóng thì tức là chặt chém một ai đó về giá cả đã rip somebody off chặt chém người ta về giá cả. Rồi còn wrap thì đó là bọc lại và đây là wrapper tức là giấy bọc. Rồi lean đúng không? Tức là dựa người hoặc là dướn người và đây là về phía đằng sau này dựa người về phía đằng sau ghế với đôi mắt nhắm lại như thể là đã có một cái buổi sáng vô cùng mệt mỏi. Exhaust một thứ gì đó tức là kiểu mình tiêu tốn thứ đấy hết, đấy, tiêu cạn nó. Và exhausting tức là vô cùng mệt, hết sức rồi. Well there Uh, there are two fifth-year prefects from each house, said Hermione, looking thoroughly disgruntled as she took her seat, boy and girl from each. À, có hai những cái huynh trưởng, uh, những người học sinh năm thứ năm đến từ mỗi nhà, Hermione nói, và nhìn vô cùng là khó chịu khi mà cô ấy ngồi vào cái ghế của mình. Đó là một một học sinh nam và một học sinh nữ đến từ mỗi nhà đó cái từ prefix này này nó dùng trong cái thế giới phù thủy tức là cái người mà kiểu ban trưởng à trưởng ban đó. đó huynh trưởng trưởng ban và đây fifth year tức là năm thứ năm học đến năm thứ năm thì mới được nhé rồi thoroughly disgruntled thì cái từ disgruntled này này tức là khiến một người cảm thấy đầu tóc nó bù xù xong rồi khiến người ta kiểu bị 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 lộn xộn đó và nếu nói đến cảm xúc thì tức là nó đang cáu À, nó đang kiểu hơi hầm hầm hầm, hầm. Yeah. và thoroughly uh, thì nó bằng từ very khi mà nó đi với cảm xúc nhá yeah, thoroughly khi đi với cảm xúc đằng sau thì tức là bằng từ very còn nếu mà ý nghĩa bình thường thì nó có nghĩa là bằng với từ carefully tức là làm một cái việc gì đó một cách cẩn thận đó carefully à, Ok, nó đang cáu đúng không nó đang tức à, nó đang ừ có thể coi như là bất bình cũng được and guess who's uh, and guess Who's a Slytherin prefect? said Ron, still with his eyes closed. Và hãy đoán xem ai là cái người ban trưởng bên nhà Slytherin đó. Ron nói và vẫn uh, đang nhắm chặt đôi mắt của mình. Malfoy replied, Harry at once. Uh, his worst fear confirmed. Đó là Malfoy. Harry trả lời ngay lập tức. Cái nỗi sợ kinh khủng nhất của cậu ấy đã được xác nhận. Đấy, chúng ta có từ at once tức là immediately ngay lập tức và reply đúng không tức là phản hồi hay là trả lời đấy nó dùng ở dạng bị động tức là được trả lời bởi Harry à sorry đây không phải dạng bị động mà đây là dạng trần thuật đấy tức là Harry trả lời thôi nhưng mà chẳng qua nó đảo ngữ đi mà đấy dạng trần thuật thì nó như thế trong những cái câu chuyện nó kể chuyện thì nó sẽ đảo ngược như vậy his worst fear cái nỗi sợ kinh khủng nhất của cậu ta được confirmed đúng không được xác nhận of course said Ron bitterly stuffing the rest of the frog into his mouth and taking another. Tất nhiên rồi, Ron nói một cách rất là chua chát, cay đắng. Nhét cái phần còn lại của cái tấm sô-cô-la con ếch vào trong miệng của mình. Và sau đó thì lấy một cái thanh sô-cô-la khác. Uh, bitter, đó là cái vị đắng. Và nếu như mà nói một cách đắng như you nó, know, thì tức là nói một cách cay đắng. Đấy, nó chua chát, nó cay đắng, nó cay ấy. Stuff, danh từ là đồ đạc ở dạng động từ tức là nhồi nhét Rồi nó dùng mệnh đề quan hệ bổ nghĩa cho Ron này à, The rest, phần còn lại, đúng không? Và taking another, lấy thêm một cái khác Another, Đấy, nó giống như kiểu từ ân Cái mạo từ dành cho một cái thứ um, Một đơn vị, đúng không? Một cái, một cái khác And that complete cow, Pansy Parkinson Said Hermione viciously How she got to be a prefect when she's thicker and uh she's thicker than a conquered troll. Và đó từ từ và cả cái đứa Pansy Parkinson mà uh, vô cùng hèn nhát đó nữa chứ. Hoặc là kiểu uh, gọi là kiểu như hèn nhát này hoặc là kiểu cay độc nhá, cái từ cow ở đây thường nói về một người hèn nhát hoặc là một người mà nó hơi xỏ lá, hơi 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 đều giả một chút thì đấy gọi là cow. Yeah. và đây trong cái văn cảnh này thì mình nghĩ rằng là chắc là nó nói rằng đấy là cái con uh, con khốn đúng không? con bitch <laughs> chắc là hermione nó chửi con uh, Pansy parkinson này này bitch đấy. hermione nói một cách rất là nghiệt ngã cay nghiệt làm thế nào mà nó có thể là một trưởng ban được khi mà nó ngu hơn cả một cái con quỷ lún uh, rồi how she got to be đúng không? làm thế nào nó là một cái ban trưởng khi mà nó thích cơ từ thick là cái dày đúng không? Nói về độ dày. Nhưng mà ấy khi mà kiểu não mà nó không thể nào thủng được á. Nói cái gì nó không thể nào hiểu được ấy thì đấy nó gọi là thick. Tức là ngu, stupid. Đó thick là stupid. Rồi nó ngu hơn cả một con quỷ lùn. À, troll đúng không? Không phải trôn Việt Nam con troll tức là con uh, quỷ lùn, đấy là nghĩa đen của nó đấy. Còn Conquest ở đây thì nó nói đến một thứ gì đó đang trong trạng thái bối rối. Đấy kiểu lú, được conquered, lú. Rồi. <laughs> Who's Hufflepuff? Harry asked Ernie Macmillan and Hannah about uh said Ron thickly. Thế thì ai là ban trưởng của bên nhà Hufflepuff? Đấy là hai cái đứa này. Ron nói một cái giọng rất là cục mịch. Anh Ê, hỏi linh ta linh tinh như mày không hỏi cá nhân thickly bây giờ nó không phải là ngu nữa mà đấy nói một cái giọng mà nó rất là đặc đúng không tức là hơi cầu hơi cục mịch một chút đấy, cục cục rồi and anthony goldstein and pat patel for ravenclaw set ravenclaw thì đó là hai cái đứa này làm ban trưởng Hermione nói raven thì đó là cái raven tức là con con quạ đó còn claw thì đó là móng vuốt Thực tế cái nhà này này nó gọi là móng của con quạ à, Claw nó là như thế You went to the jewel ball with Padma Patel Said a vague voice Everyone turned to look at Luna Lovegood Who was gazing unblinkingly at Ron over the top of the crippler He swallowed his mouth full of frog Nhưng mà anh đã đi cùng với lại Padma Patel tới cái lễ hội jewel mà Đấy, Một cái giọng nói mơ hồ vang lên Nào cái ball cái bo nó không phải là bóng Bo ở đây là dạ hội Đấy, nghĩa bóng của nó là dạ hội Đấy, chứ còn bình thường nghĩa đen thì nó có bóng Nhưng mà cái nghĩa tầm khoảng C1 đó Thì nó là cái dạ hội đấy Rồi, vague thì tức là một thứ gì nó không rõ ràng Nó hơi mơ hồ Đấy, và đây một cái giọng nói mơ hồ này Tất cả mọi người quay ra để mà nhìn về phía của Luna Lovegood Người đang nhìn chằm chằm không chớp mắt vào Ron qua cái phía trên đầu của cái tờ tạp chí Quibbler cậu ta nuốt cả cái miệng sô cô la ếch của mình uh, nuốt ực một cái lịch live từ thứ hai cho đến thứ bảy mười rưỡi tối nhé yeah. rồi thì đây cái từ gây dinh gây một thứ gì đó tức là cứ thế nhìn chằm chằm thứ đấy không có rời mắt nhưng mà đây là kiểu không chớp mắt này bởi vì blink đúng không tức là chớp mắt Quibbler ấy, đó là cái tờ báo mà dành cho những cái người không biết phép thuật ở thế giới phù thủy. Right, Quibbler. uh, swallow đúng không? cái mouthful tức là một cái lượng sô-cô-la mà nó chất đầy miệng nhá, thì đấy gọi là mouthful. Right, và đây là mouthful of frog này, đúng không? cái sô-cô-la đấy, cố mà nuốt hết. Yeah, I know I did. Uh, he said, looking mildly surprised. She didn't enjoy it very much. Luna informed him. Uh, she doesn't think you treated her very well because you wouldn't dance with her. I don't think I, I would have minded. Uh, she added thoughtfully, I don't like dancing very much. ừ, anh biết là anh có đi cùng với lại cái con bé đấy đến dạ hội mà à, cậu ta nói nhìn vẻ mặt nó hơi ngạc nhiên một chút à, cô ấy không có thích thú với lại cái việc đấy quá nhiều nhỉ. À, Luna thông báo cho cậu ta biết cô ấy không nghĩ rằng là anh đã đối xử tốt với cô ấy vào cái dạ hội đó bởi vì là anh không có nhảy cùng với cô ta em không nghĩ là em sẽ bận tâm cái điều này đâu cô ta nói một cách đầy uh, suy tư em không thích em không quá thích cái việc nhảy với một ai đó Đấy. rồi thì đây nhá mildly surprised tức là cái mức độ ấy nó chỉ mildly thôi nó chỉ kiểu slightly một chút thôi Đấy. ngạc nhiên một chút thôi uh, cái con bé đi dạ hội với lại Ron đúng không nó không thích Đấy, cái việc đấy quá là nhiều nó không thích cái sự kiện đấy cái trải nghiệm đó. Rồi um, inform đó là từ thông báo, information là thông tin ở đây dùng ở dạng động từ này, thông báo cho Ron biết. Treat một ai đó tức là đối xử với người ta. Đấy, và cái con bé đấy nó nghĩ rằng là Ron không có đối xử quá là tốt với lại nó. Bởi vì là Ron không chịu nhảy. Đấy. I would have minded thì từ mind nó dùng ở dạng động từ tức là bận tâm một cái điều gì đó. Em không nghĩ là em sẽ bận tâm với cái việc đấy đâu Thoughtfully Đuôi phu tức là có nhiều, và đây là thought là suy nghĩ Vậy thì tức là cô ấy nói thêm một cách đầy suy tư Cái gì? Queer as folk. Cái từ queer ấy, thường nó nói đến sự kỳ lạ em ạ Hoặc là một cái người bị bóng <laughs> Một cái người mà nó hơi gay ấy Right, thì đấy gọi là queer một nha tức là kỳ lạ lạ lùng bất thường hai đó là bị bóng chắc là kiểu as fuck ở đây không phải đâu ý của em ấy đang là as f tức là as fuck đấy tức là nói về một người mà cực kỳ là bóng đúng không đấy, cực kỳ là gay đấy chắc là em đang muốn nói cái cụm đó là he's queer as fuck queer đúng không as as f đấy rồi nào tiếp tục này uh, she She behind the again. Ron stared at the, co Ron stared at the cover with his mouth hanging open for a few seconds, then looked around at Ginny for some kind of explanation. Cô ta lại rút lui vào phía đằng sau cái tờ tạp chí một lần nữa, không có dám nhìn Ron trực diện. Ron nhìn chằm chằm vào cái tấm bìa của cái tờ tạp chí đó với cái miệng của cậu ta há ra trong một vài giây. Sau đó thì nhìn xung quanh về phía của Ginny để mà tìm kiếm cái sự giải thích hay, nào đó được không tìm kiếm sự giải thích nào đó retreat đó là rút lui hay, rồi con bé nó đang nhìn đúng không xong rồi nó cụp mắt xuống nó không nhìn nữa hay, rút lui nghĩa bóng uh, hang in open hay, cái miệng của nó hơi mở ra nhé ô tôi chết rồi hình như là mình nhắc đến một cái thứ gì đó mà nó nó nhạy cảm hay sao ấy thế tự nhiên nó 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 bị tụt view ôi hay là nhắc đến cái từ khuya này ta Ơi, khéo bị gài rồi. <laughs> khéo bị gài rồi các bạn ạ Bởi vì cái chủ đề LGBT đúng không? Thì nó hơi bị nhạy cảm ấy Ok, okay nhé mọi người cứ thả tim nhiều Để cho nó tăng tương tác lại nhá Đó Chịu khó comment tí để Thế là được Nào Ron nhìn chằm chằm về phía cái tấm bìa Cái tấm bìa của cái tờ tạp chí ấy, Với miệng của cậu ta há mở ra Trong một vài giây sau đó thì nhìn về phía của Ginny để mà tìm kiếm sự explanation đó sự giải thích. Uh, but Ginny had stuffed her knuckles in her mouth to stop herself giggling, giggling. Nhưng mà Ginny thì đã nhét cả cái uh, từ từ nhét tất cả những cái cái khửu ngón tay vào miệng của cô ấy để mà ngăn chặn bản thân mình khỏi cái việc cười khúc khích. Hay nhỉ? Có lớp cơ bản không? Lớp cơ bản có. Đấy, mình sẽ dạy lại kiểu các cái phần ngữ pháp. Vì sao chỗ này nó hát, đúng không? Vì sao chỗ này nó quá khứ đơn, các thứ. Nào, cái gì nhỉ? Uh, stuffed, dùng dạng động từ, tức là nhét nhé. Knuckle ấy thì nó là cái uh, núm hoặc là cái... Không tìm được tiếng Việt để mà miêu tả nó nhỉ? Đây nhá, cái này này. Nó gọi là cái knuckle này. Đó, đây là cái tập 5 um, hội phượng hoàng em ạ Cái knuckle nó là cái này này Các bạn gọi là cái gì? Đấy khi mà mình đấm ai đó ấy Thì mình dùng cái knuckle để mà tấn công người ta Tác động lực ấy Đốt xương tay ấy. Ờ cũng được đúng không? Đã nhét tất cả những cái knuckle Cái đốt xương tay đấy vào trong miệng Để mà ngăn bản thân mình cười khúc khích Giggle cười khúc khích Ron shook his head Bemused and then check his watch Ron lắc đầu Ờ... Uh, cảm thấy khó hiểu. Không. Lắc đầu này, be mused. Cảm thấy kiểu uh, thu hút. Đấy. và sau đó thì nhìn vào đồng hồ của mình. Đấy. Rồi, be mused thì mình dựa vào cái từ muse đó là cái cái um, vệ nữ của mình đúng không? Tức là cái người mà cho mình cảm hứng. Và nếu mà be mused thì chắc thì chắc là kiểu có hứng thú ấy. Đấy, xem lại nhá. Be mused No, không phải có hứng thú mà ý của nó là kiểu cảm thấy confused đúng không? À chắc là kiểu bị cái vệ nữ đấy uh, khiến cho mình thấy lú lẫn Ah, uh, right? Be mused, bối rối hoang mang, ngơ ngác Và sau đó thì check, uh, kiểm tra cái đồng hồ của mình, nhìn vào cái đồng hồ của mình này We're supposed to patrol the corridors every so often He told Harry and Neville and we can, and we can give out punishments if people are misbehaving I can't wait to get Crab and Goyle for something. Bọn tớ vốn dĩ là phải đi tuần những cái hành lang trong con tàu này. Đấy. Uh, cậu ta nói với lại Harry và Neville và bọn tớ có thể đưa ra những cái hình thức trừng phạt nếu như mọi người không có cư xử đúng mực. Tớ không thể nào chờ đến lúc cho Crab với lại Goyle một cái hình phạt nào đó. Rồi every so often nó giống như từ sometimes. Đấy, thi thoảng thì bọn tớ sẽ phải đi tuần Xung quanh cái con tàu này Patrol nhá, Tức là cái động từ nó gọi là đi tuần đấy Give out Tức là đưa ra đúng không đấy. Ban ra những cái punishment Những cái sự trừng phạt này Nếu như mà mọi người misbehave Behave là cư xử Và misbehave tức là cư xử không đúng mực đấy, Rồi à, Không thể nào chờ được Tức là đang rất là nóng lòng Để mà làm được cái việc này rồi You're not supposed to abuse your position, Ron, said Hermione sharply. You're right, because Malfoy wouldn't abuse it at all, said Ron sarcastically. Cậu vốn dĩ không được lạm dụng cái vai trò vị trí của mình, Ron, Hermione nói một cách rất là đành. Be supposed to do something, tức là cái vai trò vốn dĩ, đó, vốn dĩ hay là chính đáng, đấy. abuse một thứ gì đó, tức là mình lạm dụng cái thứ đấy. Đó, abuse cái đấy Rồi cái vai trò chức trách vị trí này uh, sharp tức là sắc bén và đây tức là nói một cách vô cùng là đanh đúng không? cái giọng nó rất là sắc ừ phải rồi bởi vì là Malfoy sẽ không có lạm dụng tất cả cái quyền hạn mà nó có đâu Ron nói một cách vô cùng là um, châm biếm right, sarcasm đúng không sarcasm tức là sự uh, châm chọc châm biếm một ai đó và đây là tính từ của nó này Đấy, đi với mạo, đi với trạng từ nói bổ nghĩa cho cái động từ đằng đằng trước. So you're going to descend to his level? No, I'm just going to make sure I get his mate before he gets mine. Ờ vậy thì cậu sẽ uh, hạ thấp mình xuống cái 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 level của nó à? Không, tớ chỉ sẽ đảm bảo rằng tớ uh, sẽ trừng phạt những cái tên bạn. Những cái tên bạn bè của nó Trước khi mà nó động đến bạn bè của tớ thôi Rồi Cái từ xem tức là hạ xuống Và đây là kiểu hạ thấp mình xuống Cái level của thằng kia đúng không đấy, Thằng đấy nó hạ lưu thì bây giờ mình cũng Như nó đi to his level Nó có mấy từ hay lắm uh, Nó còn có mấy cái từ như kiểu là stoop To someone's level nữa cơ nó hạ thấp bản thân mình xuống cái đẳng cấp của nó đúng không? rồi get his mate, cái mate tức là friends, đấy tao sẽ trừng phạt những cái đứa bạn của nó trước khi mà nó trừng phạt những đứa bạn của tao. For heaven's sake, Ron, I'll make Goyle do lines. It'll kill him. Uh, he hates writing. Said Ron happily. He lowered his voice to, global, uh, to Goyle's low grunt and screwed up his face in a look of pain concentration. Mind riding in midair. I must not look like a balloon's backside. Ôi rồi ôi Ron, tớ sẽ bắt thằng Goyle phải viết phạt, à phải phải chép phạt. Nó sẽ, uh, nó sẽ giết thằng đấy. Đúng không? cái việc chép phạt sẽ giết nó, bởi vì nó ghét cái việc phải chép phạt lắm. Ron nói một cách hạnh phúc này. Cậu ta hạ thấp cái giọng của mình xuống cái tiếng lào bầu của thằng goyle và sau đó thì méo mó khuôn mặt của mình trong một cái dáng vẻ đang tập trung một cách đầy đau đớn và giả vờ viết những cái dòng chữ chép phạt giữa không trung tôi phải không được nhìn giống như là cái phía đằng sau một của của một cái con voldemort uh, uh, là con gì nhỉ con con khỉ đầu chó à Đấy, tôi không được giống như là phía lưng của con khỉ đầu chó Đấy, nó viết như thế Do lines Đúng không? Giống kiểu như là phải viết phạt này, phải viết ra những cái dòng chữ Đấy, các bạn thấy nhá, viết phạt tức là do lines Đấy, và đây là kiểu bắt thằng này phải chép phạt này Nhớ nhá, do lines chép phạt uh, Grunt, tức là cái tiếng mà kiểu hầm hầm ở trong cổ họng ấy mm -mm. Như thế thì nó gọi là grunt rồi screw tức là vặn méo mó một thứ gì đó và đây là screw up his face đấy khiến cho cái khuôn mặt của mình nó méo mó lại paint concentration cái sự tập trung nhưng mà lại có có cái nỗi đau đó có cái sự đau đớn ở trong đó rồi còn mime này này tức là diễn kịch câm tức là mình đưa ra những cái cử chỉ xong rồi là hành động ấy để mà mô tả lại một cái việc nào đó rồi và đây là mime riding in midair giữa không trung rồi uh, Mình xem lại cái từ baboon một tí nhá Nó giống như kiểu cái con khỉ trong cái bộ phim Aladdin ấy. Từ từ xem có đúng không nhỉ Đúng rồi khỉ đầu chó Đấy baboon chính là cái con khỉ trong cái bộ phim Aladdin ấy. Đấy chưa Còn cái backside của nó tức là cái phía đằng sau rồi Đấy, tôi không được giống như là cái phía đằng sau của một con khỉ đầu chó. Everyone laughed, but nobody laughed harder than Luna Lovegood. She let out a scream of mirth a scream of mirth that caused Hawick to wake up and flap her wings indignantly and Crocus to leap up into the luggage rack hissing. Tất cả mọi người cười ở cái trò đùa đó, nhưng mà không ai cười lớn hơn là Luna Lovegood. Cô ta thốt ra một cái tiếng hét đầy sự hóm hình Sao là tiếng hét đầy sự hóm hình nhỉ? Đầy sự uh, kiểu uh, vui đùa đúng không? Cười đùa. Đấy, tức là con 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 bé này này nó cười nhưng mà cái tiếng cười của nó nó lại the thé đấy mà khiến cho con cú Hedwig tỉnh dậy và vỗ cánh phành phạch một cách bất bình và con Cruxans con mèo phải nhảy vọt lên cái giá treo hành lý đấy, và khè về phía của cái con Lunar đó nào mình có cái từ mirth đấy, nó khá là giống cái từ humor nhé đó nhưng mà nó có tính châm biếm nhiều hơn cái từ humor đấy nó gọi là mirth uh là như thế. Và let out tức là thốt ra để cái âm thanh đấy nó vọt ra bên ngoài. Rồi flap tức là đập phành phạch này và đây là đập phành phạch cái đôi cánh của nó. Indignantly tức là mình muốn phản pháo, mình muốn chống đối lại một người nào đó thì đấy gọi là cái thái độ indignant. Rồi leap up đúng không? Nhảy vọt lên. Cái rack tức là cái giá treo và đây là chính là luggage rack à, giá treo hành lý nhé His con mèo ấy khi mà nó khè một thứ gì đó nữa thì nó hiss như thế. Rồi. She laughed so hard that her magazine uh, từ từ that her magazine uh, slipped out of her grasp, slipped down her legs and onto the floor. Cô ấy cười lớn những nỗi mà cái tờ tạp chí nó trượt ra khỏi cái lòng bàn tay của cô ấy. Nó trượt xuống phía chân của cô ta và rơi xuống nền nhà. Uh, so hard that đúng không? sâu so, cộng với tính từ cộng that cộng mệnh đề thì tức là nói đến mức độ đến cái nỗi mà slip tức là trượt một cái và đây là grasp này tức là cái lực nắm hoặc là cái cú nắm đó cái 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 cái, um, cái hành động nắm đó thì nó là grasp đó trượt ra khỏi cái lòng bàn tay của cô ấy không còn nắm được nữa that was funny uh, the Her prominent eyes swam with tears as she gasped for breath, staring around, utterly nonplussed. He looked around at the others, who were now laughing at the expression on Ron's face and at the ludicrously prolonged laughter of Luna Lovegood. Cái đôi mắt rất là nổi bật của cô ấy thì bây giờ nó đang đẫm lệ. À, nó đang đẫm nước mắt khi mà cô ta hổn hển để mà lấy hơi. Nhìn chằm chằm về phía của Ron nhờ con bé này nó cười đến mức mà chảy hết cả nước mắt Đó. rồi swarm with tức là cái hành động bơi đúng không các bạn nhìn cái quả miêu tả này đôi mắt bơi trong nước mắt đôi mắt bơi trong nước mắt rồi còn prominent tức là một thứ gì mà nó nổi nổi bật mắt con bé này nó bị lồi ra mà thế cho nên gọi là prominent đôi mắt cực kỳ là thu hút đúng không hay là khiến người khác phải chú ý Đấy, nổi bật gas À, tức là kiểu mình phải lấy hơi Đấy. Lấy hơi Và nhìn chằm chằm vào Ron này Vô cùng là bối rối, không hiểu chuyện gì xảy ra Ron quay ra về phía những người còn lại Ở trong cái khoang tàu Những người mà bây giờ thì đang cười Về cái biểu cảm của Ron Trên gương mặt của cậu ấy Và cười Cười vào cái tiếng cười Mà nó được kéo dài Một cách lỗ bịch Của con bé Luna Lovegood rồi cái tiếng cười uh, từ từ này đây đúng không những người xung quanh the others à, ý của nó là những người còn lại ở trong khoang tàu ấy ví dụ có 6 người thì bây giờ thằng ron là thằng a và những người còn lại tức là 5 người còn lại thôi thì nó gọi là the others right. ok expression tức là cái biểu cảm trên gương mặt của ron rồi và cười về tức là người ta cũng cười về cái tiếng cười của con bé này này cái tiếng cười mà nó cố tình kéo dài ra một cách rất là lố bịch, prolonged đó, prolonged tức là được kéo dài và cái động từ của nó tức là prolonged như thế này thôi. còn ludicrous tức là bằng với từ ridiculous lố bịch hay là kiểu như một cách mà nó nực cười đó thì đấy gọi là ludicrous đó lố bịch. Who was now rocking backward and forward, clutching her sides người con bé Luna thì bây giờ nó đang lắc lư phía đằng trước phía đằng sau và đang phải túm lấy hai cái bên sườn của nó bởi vì nó cười nó cười đến mức mà rung hết cả người lên đấy chúng ta phải hiểu là như thế từ rock hòn đá đúng không ở dạng động từ tức là lắc lư đấy, đổ bên này đổ bên kia clutch một cái gì thì tức là túm chặt là cái đấy và đây size của nó này tức là hai phía bên Đó. are you taking the Mickey Uh, Setron frowning at her. Baboon's backside, baboon's backside. She choked, holding her ribs. Cậu đang uh... <laughs> cái này thì cái từ 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 Mickey này này, không phải con Mickey mà đây chắc chắn là một cái tiếng lóng. Nó có nghĩa là kiểu uh, drug đúng không? Hay là hay, hay liên quan đến thứ gì kiểu uh, thuốc uh, thôi mình không nói đến cái từ tới. đấy. Đấy uh. á. Are you taking the Mickey đúng không? Vậy thì từ từ cái Mickey này tiếng lóng của nó là cái gì ta? Ủa đừng đừng nhìn cái này. cái này chắc là nó hơi bị thô thiển này đúng không? A man's penis. Dã man chưa? Mickey nó lại là cái này. Không, chắc chắn là thằng Ron nó không nói như thế. Để các bạn đừng nhìn cái cụm này nhé. Đấy là nghĩa lóng của nó thôi. Nhưng mà nghĩa bình thường thì nó là cái gì nhỉ? take the mickey này Đó là tease or ridicule someone Đấy, cậu đang trêu tớ à Đấy, Take the mickey ở đây Right, mickey No, nó đây này, nó là một cái idiom đó. Đấy, tức là đang trêu ai đó Và chỉ có dùng cho người Anh này Đấy, take the mickey Right rồi Ron nói cậu đang trêu tớ à? Đấy, cao mày nhìn về phía của con bé. Ở cái lưng của con khỉ, lưng của con khỉ đầu chó, cô ta Uh, bị nghẹn, bị sặc và phải túm lại hai cái phía xương sườn của mình. <laughs> Taking the Mickey nhìn cái từ Mickey cái ý nghĩa thứ ba của nó ấy. đây này thích <laughs> thích cái, cái penis thì nghe nó hơi bị 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 nhạy cảm quá đúng không chắc chắn là không phải ý nghĩa như thế rồi right. frown nhá đó là cau mày frown là cao mày cao mày À, cái lưng của con khỉ đầu chó này. Cô ta bị sặc, bị nghẹn và phải túm lại hai cái phía bên sườn của mình. Bởi vì con bé này nó cười lớn quá. Everyone else was watching Luna laughing, but Harry glancing at the magazine on the floor noticed something that made him die for it. Upside down it had been hard to tell what uh, what the picture on the front was, but Harry now realized it was a fairly bad cartoon of Cornelius Fudge tất cả mọi người khác trong khoang tàu thì đang nhìn Luna cười nhưng mà Harry liếc nhìn về phía cái tờ tạp chí trên nền nhà thì để ý thấy một thứ gì đó mà khiến cậu ta phải vô lấy cái tạp chí đấy rồi glance liếc nhìn đó liếc nhìn đấy, từ khóe mắt uh, notice để ý đến một thứ gì này mà khiến cậu ta phải dive dive các bạn mà chơi liên minh đúng không hay là cái gì ấy? nó gọi là băng trụ Dive chính là băng trụ Còn bình thường nghĩa bóng của nó À sorry, nghĩa đen của nó là lặn Đấy, vậy thì đây tức là nó phải nhào vô nó Nó xô đến Nó vô lấy cái tạp chí đấy ừ. à, Nếu mà ở dạng lộn ngược Thì rất là khó để mà nhận ra thứ Cái bức ảnh phía đằng trước Cái tờ tạp chí nó là gì Nhưng mà Harry bây giờ nhận ra rằng Nó là một cái hình minh họa vô cùng là 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 xấu xí của ông Cornelius Fudge, ông Bộ trưởng. Rồi thì cái từ gì nhờ upside down, tức là bị ngược này, bị ngược. It has been hard to tell, tức là đã là rất khó để mà nói, để mà nhận ra. Từ tell ở đây ấy, là nhận ra bằng với từ recognize. Rồi nhưng mà Harry bây giờ thì nhận ra nó là một cái cartoon, một cái hình ảnh, hoạt hình ấy, của ông Fudge, ông Bộ trưởng. Harry only recognized him because of the lime green bowler hat. One of Fudge's hands was clenched around a bag of gold. The other hand was throttling a goblin. Harry chỉ có nhận ra được ông ấy bởi vì là cái mũ quả dưa màu xanh đậm mà ông ta hay đeo thôi, ông ta hay mặc thôi. Một tay của ông Fudge thì đang túm xung quanh một cái túi vàng và cái tay còn lại thì đang bóp cổ một cái con yêu tinh. Upside down chỉ uh, quần áo bị ngược á, à? được em. Đấy nó bị mặc gọi là bị 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 mặc uh, trái, trái cái mặt của nó ấy. thì em có thể upside down được. Nó no. it's been worn upside down Đấy, bị lộn lại, lộn trái. Uh, cái gì nhỉ? à fairly thì tức là kiểu khá là, đó tương đối là Đấy, rất là tồi tệ đúng không? Cái hình vẽ rất là xấu xí. Bowler, uh, bowler tức là cái mũ quả dưa lime green Đấy, cái màu xanh đậm nhá giống kiểu vỏ chanh ấy. một tay của ông Fudge thì đang clench tức là đang túm chặt đang bóp chặt xung quanh một cái túi vàng tay kia thì đang bóp cổ một cái con goblin Đấy, throttle được không? tức là bóp cổ the cartoon was captioned uh, how far will Fudge go to gain green goat cái tấm hình hoạt hình đó thì nó được đưa ra cái tiêu đề đó là ông Fudge sẽ đi đến một cái mức độ xa như thế nào để chiếm được nhà băng Green Ghost. Đó. Thì cái caption đúng không? Các bạn viết cap thì đây, từ của nó này nó dùng một dạng động từ tức là được caption được viết cái tiêu đề how far he will go đúng không? Tức là ông ấy sẽ đi xa, tiến đến một cái mức độ như thế nào, sẵn sàng làm những cái mức làm những cái việc mà ở mức độ kinh khủng như thế nào để có được Nhà băng Green gold Beneath this uh, were listed the titles of other articles inside the magazine. Phía dưới cái dòng chữ này thì nó được liệt kê ra những cái tiêu đề của những bài viết khác bên trong cái cuốn tạp chí đó. Corruption in the Quidditch League, uh, in the Quidditch League, how the tornadoes are taking control, uh, secrets of the ancient runes revealed series black, uh, villain or victim nào các cái tiêu đề của nó này thì title đúng không tức là tiêu đề hay là hạng mục hay là cái danh sưng thì đây là ý của nó là tiêu đề của những cái articles tức là bài viết Đấy, bài đăng list nó dùng ở dạng động từ đúng không tức là được liệt kê right. có em ạ có uh, youtube uh, nào beneath tức là ngay phía dưới Đấy, rồi ở đây tức là cái gì nhỉ tham uh, ô Corruption ấy, nó dịch ra hơi bị nhiều nghĩa đấy nếu mà nó liên quan đến cái quan hay là chính trị các thứ thì ý của nó là sự quan liêu đấy kiểu như lạm dụng chức quyền xong rồi là um, thực hiện những cái ý đồ bất chính đúng không đấy, lạm quyền ở trong cái giải quyết định làm thế nào mà cái tornadoes tức là cái cơn cuồng phong hoặc là cái đội tuyển tornadoes lại đang kiểm soát được mọi thứ bí mật về những cái cổ ngữ cổ đại được tiết lộ ông Sirius Black có phải là ác nhân hay là nạn nhân nào cái ancient ruins đúng không tức là cái cổ ngữ những cái thuật ngữ kiểu uh, xa xưa uh, reveal thì tức là tiết lộ và đây là có ed tức là được tiết lộ uh, villain uh, ý của nó là ác nhân hoặc là nạn nhân này can I have a look at this Harry asked Luna Harry asked Luna eagerly, she nodded still gazing at Ron, breathless with laughter. "Tớ có thể đọc cái tạp chí này một chút được không?" Harry hỏi Luna một cách hồ hởi. Cô ta gật đầu, uh, vẫn nhìn chằm chằm về phía của Ron và đang không thể nào mà thở được với cái tiếng cười của mình. Rồi, cái gì nhỉ? Hồn hển đúng không? Uh, với cái tiếng cười của mình. Con bé này chắc là kiểu nó bị một cái bệnh gì đó. Phổi nó ngắn, thế cho nên nó, nó cười, nó phải lấy hơi, đúng không? Breathless, coi là không có hơi thở Đấy, Đang rất là chật vật trong cái việc lấy hơi Eager, tức là cái trạng thái nó rất là mừng rỡ, nó hồ hởi Not gật đầu, gaze nhìn chằm Đấy, Mấy cái từ này chắc là quen rồi đúng không? Nếu mà đọc đến cái cuốn tập 5 này thì các bạn nhìn thấy mấy cái từ này kiểu rất là uh, quen rồi Now Harry opened the magazine and scanned the index, scanned the index, until this moment, uh, moment he had completely forgotten the magazine Kingsley had handed Mrs. Weasley to give to Sirius. But it must have been this edition, uh, edition of the Quibbler. Harry mở cái tờ tạp chí ra và sau đó thì nhìn liếc cái danh mục của nó, những danh mục bài viết của nó cho đến cái khoảnh khắc này thì cậu ta đã hoàn toàn quên mất rằng cái tạp chí từ từ quên mất cái tạp chí mà Kingsley đã đưa qua tay cho ông Weasley để mà đưa lại cho Sirius. Nhưng mà nó chắc hẳn phải là cái ấn bản này của cái tờ tạp chí Quibbler. Rồi, có cái từ gì nhỉ? Index. À, index. Bình thường ấy, nó là cái ngón tay trỏ, chỉ chỉ ra một thứ gì đó đúng không? Index cái thứ đấy. Uh, nhưng mà nếu mà ở dạng danh từ ấy nó là cái danh sách nha danh sách uh, cái chỉ mục ấy, ý của nó là như thế scan đúng không tức là nhìn lướt qua cho đến khoảnh khắc này thì harry đã quên mất cái tạp chí này mà kingsley đã đưa qua tay nó dùng từ hand ở dạng động từ đưa qua tay cho ai đó uh, nhưng mà chắc hẳn nó phải là cái ấn bản edition đúng không edition tức là ấn bản của cái tờ tạp chí Quibbler He found the page and turned excitedly to the to the article. Đấy, cậu tìm, cậu Harry tìm thấy cái trang uh, cái trang cái trang của cái bài viết đó và sau đó thì dở đến cái bài viết đấy một cách vô cùng là hưng phấn. Found the page đấy, có nghĩa là kiểu tìm cái 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 số đấy, tìm cái số xem là cái bài viết đấy nó nằm ở trang bao nhiêu rồi turned dở rất là hứng thú đến cái bài viết đó. This too was illustrated by a rather bad cartoon. In fact, Harry would not have known it was supposed to be serious if it hadn't been captioned. Uh, cái cái bài viết này nó cũng được minh họa bởi một cái hình hoạt hình nó rất là xấu. Trên thực tế, Harry sẽ không có biết rằng nó đáng lẽ ra là đang minh họa serious. nếu như nó không uh, nó không được đề mục. Đấy, nó không được gọi là đưa ra, viết ra cái tiêu đề của nó ở phía bên trên Đó, rồi, ok Illustrate, minh họa, đúng không? Và để được minh họa này, cấu trúc bị động Rather, uh, nó bổ nghĩa cho một tính từ Thì tức là chính ra hay là tương đối Đấy là xấu xí uh, It was supposed, vốn dĩ nó là serious, đúng không? Nếu như mà không phải là có được caption, có được cái dòng tiêu đề rồi nó dùng cái be captioned, tức là dạng bị động. Nó được viết tiêu đề. Sirius was standing on a pile of human bones with his wand out, the headline on the article read. Sirius thì đang đứng trên một cái đống xương người với cái đũa thần của ông ta dương ra phía đằng trước. Cái tiêu đề của cái bài báo đấy nó um, được viết là Sirius, black as he's painted. A notorious mass murderer or innocent singing sensation cái tiêu đề nó có tên là serious có đen như là hắn ta được tô vẽ từ từ có đen như là hắn ta như là cái cách hắn ta được tô vẽ như vậy không liệu rằng có phải là một người giết một kẻ giết người hàng loạt hay chỉ là đơn thuần uh, một cá nhân vô tội thôi mình dịch đại khái là một cá nhân vô tội nhá rồi. Thì uh, pile tức là một đống kiểu như là nó chồng lên nhau. Được không? Và đây human bones, Đã, xương người này. Headline tức là cái tiêu đề của nó này. Red, đâu cái tiêu đề đấy nó có tên cái tiêu đề đấy nó được đọc là Ok, cái từ gọi là painted tức là người ta kiểu như có những cái tin đồn xong rồi là là tô vẽ về cái hình ảnh của ông này ấy, là rất là đen tối. Thì đấy nó đang uh, có một cái thứ nó gọi là ẩn dụ Nha được painted uh, black, được, yeah. Ok notorious tức là khét tiếng và mass là diện rộng đó và đây là kiểu murderer đúng không? kẻ giết người hàng loạt rồi innocent tức là vô tội còn singing sensation mình không rõ lắm sensation thì tức là kiểu một cái hiện tượng đấy ở đây phải hiểu là hiện tượng theo kiểu nghĩa bóng ấy tức là ví dụ như uh, uh, trường giang với nam em mấy gần đây ấy, là một sensation Đấy, một cái chuyện mà kiểu nó nổi lên đúng không? Xong rồi là mọi, tất cả mọi người đều đang quan tâm Thì đấy gọi là một cái sensation Nhưng mà singing sensation này Cái này nó hơi bị khó hiểu ha Xem nào Đây, một cái idiom rồi Nó là một cái thành ngữ nhá Ý của nó là xem nào Ờ uh... uh... Thôi nói chung là kiểu như là một cái thứ gì đó mà kiểu người ta Có những cái bài hát đúng không? Ca tụng hay là những thứ gì mà người ta đồn thổi về cái người đấy Ờ à, ừ, đúng rồi, có thể được hiểu là một cái tin giận gân Harry had to read uh, the sentence several times before he could He was convinced that he had not misunderstood it Since when has there been a singing sensation? Harry phải đọc lại cái câu này một vài lần Trước khi mà cậu ta cảm thấy thuyết phục rằng Cậu ta đã không có đọc sai cái dòng chữ đó từ, Kể từ khi nào mà Sirius lại là một cái Một cái um, tin giật gân ấn tượng như vậy Không Dịch không hợp lý cho lắm nhỉ nói, nói chung là kiểu một cái hiện tượng mà sốt dẻo như vậy Đúng không Rồi Cái này nhá Các bạn cứ thông cảm Ý của nó là một cái hiện tượng này Hoặc là một cái tin giật gân này Nhưng mà lại có sinh hình đó chắc hẳn là một cái ngôn từ của báo chí. Right. Rồi thì đây có cái từ misunderstand một thứ gì đó tức là kiểu mình hiểu nhầm thứ đấy. Uh, was convinced tức là cảm thấy thuyết phục, mình tin tưởng được cái điều đó. Rồi cái bài báo đấy này, for 14 years Sirius Black has been uh, believed guilty ha, has been believed guilty of the mass murder of 12 innocent Muggles and one wizard. Black's audacious escape from Azkaban two years ago has led to the widest manhunt ever conducted by the Ministry of Magic. 14 năm trước, Sirius Black đã được tin, đã được cho rằng là có tội đối với lại cái vụ thảm sát của 12 người mất gồ vô tội và một phù thủy. Đấy, à, ok chưa? Thì đây, đã được believed, tức là kiểu người ta tin rằng, người ta cảm thấy thuyết phục rằng ông này là có tội. Đấy, đối với lại cái mass murder nha Cái vụ thảm sát Massacre đúng không? Rồi, thảm sát, giết rất là, rất là nhiều người Rồi, 12 người vô tội này Và một phù thủy Cái sự trốn chạy Mà dũng động Của Black khỏi ngục Azkaban Vào 2 năm trước đã dẫn đến Một cái cuộc truy lùng mà nó rộng nhất Từng được thực hiện bởi bộ pháp thuật Một thứ gì Mà nó audacious Đấy, Tức là kiểu nó rúng động đó, nó gây không không audacious audacious táo bạo đúng rồi táo bạo có hai ý nghĩa nhé một là táo bạo kiểu sẵn sàng đối mặt đấy đúng không xong xong rồi dũng cảm đúng không vượt qua hai thì đó là kiểu gây rúng động đấy có hai ý nghĩa cơ vậy thì trong văn cảnh này thì nó nên là táo bạo rồi đúng không cái sự trốn thoát đầy táo bạo của ông ta khỏi cái ngục Azkaban vào hai năm trước này đã dẫn đến Đấy, men hunt cái cuộc truy lùng được chưa? Truy lùng. Bởi vì hunt thì đó là đi săn mà. Đấy, từng được thực hiện bởi bộ pháp thuật. Conduct một thứ gì đó nhất là kiểu chiến dịch ấy, xong rồi là thí nghiệm ấy, thì tức là thực hiện cái đấy. None of us has ever questioned none of us has ever questioned that he deserves to be recaptured and handed back to the dementors. Không ai trong số chúng ta từng đặt cái câu hỏi liệu rằng hắn ta có xứng đáng để được không không từ từ không ai trong số chúng ta từng hoài nghi cái việc hắn ta xứng đáng được uh, bắt giam giữ trở lại và giao lại cho những cái tên giám ngục kiểu như đấy là một cái việc hiển nhiên ấy. không ai nghi ngờ điều đó. đó none of us has ever questioned question một thứ gì đó tức là nghi vấn với lại cái thứ đấy thể hiện cái sự nghi ngờ rằng hắn ta xứng đáng deserve mà đúng không xứng đáng bị recaptured Đấy, tức là kiểu bị bắt giữ trở lại rồi và handed back to the dementors giao lại cho những cái kẻ giám ngục này but does he Đấy, startling new evidence startling new evidence has recently come to light that Sirius Black may not have committed the crimes for which he was sent to Azkaban. Những cái những cái bằng chứng mới và rất là sửng sốt thì gần đây đã được đưa ra ánh sáng rằng Sirius Black có thể đã không có um, thực hiện cái tội ác mà hắn ta đã được đưa vào ngục Azkaban vì cái tội ác đó. Trên thực tế, says Doris Perkins of 18 Orchid Way, uh, Black, từ Black này, may not even have been present at the killings. Cái gì câu hỏi gì đấy? em mới bắt đầu học học lại tiếng anh này thầy tư vấn cách học mới cách học thì em đầu tiên phải học ngữ pháp xong rồi là em cố gắng kiểu tiếp xúc nhiều với lại cái ngôn ngữ ấy, bằng việc đọc sau đó em phân tích kiểu ngữ pháp của nó như thế nào đừng có làm bài tập làm bài tập không hiệu quả đâu mà hãy đi đọc lại đi phân tích ngữ pháp vì sao nó lại có là kiểu chủ ngữ đúng không xong rồi động từ các cái thành phần của nó đâu đấy xong rồi là mình dựa vào ngữ pháp thì mình suy ra được loại từ và loại từ thì tra từ điển đúng không cho nó Thường xuyên một chút, thế thôi, cứ lặp đi lặp lại Quá trình đấy tầm khoảng một tháng Là từ đó trở đi em hiểu được hết ngữ pháp luôn ừ. Rồi, thì sau khi có ngữ pháp rồi thì em bắt đầu đi phát âm Đúng không, đi học phát âm Rồi là luyện khả năng nghe bằng cái việc shadowing right. Vừa nghe xong rồi vừa phân tích cái subtitle của nó Rồi là nhắc lại thôi, luyện phát âm đấy, Rồi bắt đầu đi tập viết Đấy, tập viết trong cái quá trình luyện phát âm rồi cuối cùng thì em học cái format của IELTS thế là sao? Come to light, à tức là nó được đưa ra ánh sáng. Đấy nó được sáng tỏ, được chưa? Yeah. Right. may not have committed có lẽ đã không commit cái crimes thực hiện cái tội ác mà hắn đã được uh, đưa vào ngục Askem vì cái tội ác đó. Trên thực tế, Doris Perkins đã nói rằng Từ từ, cái bà Perkins này này của cái con đường 18 nhé Xong rồi là cái quận Northern Black thậm chí đã không có mặt Ở những cái vụ thảm sát Những cái cái cái, cái án mạng đó Đó cái killings ở đây là cái án mạng đó What people don't realize is that Black Sirius is a false name uh, Says Mrs. Perkins The man people believe to be Sirius black is actually Stubby Boardman uh, lead singer of the popular singing group The Hop Goblins, who retire from public life after being stuck, uh, after being struck in the ear by a turnip uh, at a concert of little Norton. Bà Puckett bày nói rằng, cái người đàn ông mà mọi người tin rằng là serious, thì thực tế ra lại là Stubby boardman Đó là cái ca sĩ chính của cái ban nhạc nổi tiếng The Hop Goblins, người mà đã Uh, nghỉ hưu thoát khỏi cái cuộc sống của một cái nhân vật của công chúng sau khi đã bị đánh vào phía đánh vào tai bị đánh vào phía tai bởi một cái turnip uh, tức là từ, từ 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 bởi một cái turnip mình không rõ từ turnip này là cái gì tí nữa đoán sau nhé bị đánh bởi một cái ai đó vào tai này, này ở một cái buổi trình diễn tại cái khu vực Lido Northern câu này dài đúng không ý của nó là thế black không phải là black mà thực tế ra lại là stubby Boardman lead singer ca sĩ chính đó bởi vì lead tức là dẫn đầu mà và đây là kiểu ca sĩ chính này à, của cái nhóm nhạc hobgoblins rồi retire from public life cú này hay này nói đến một cái ca sĩ hoặc là kiểu một cái người công chúng giải nghệ đó giải nghệ để retire from public life rất hay, giải nghệ nhé Sau khi bị struck à, Tức là bị đánh Đấy là cái quá khứ phân từ từ strike Đấm, đánh một người nào đó Strike Đấy rồi In the ear đúng không? Mình xem là cái turnip này là cái gì nào À, một người chắc là kiểu khán giả Xong rồi cầm một cái cây củ cải Xong rồi quật vào tai của ông ấy Đó Ở một cái concert Một cái uh, màn trình diễn âm nhạc này ở cái quận Lido Northern Đấy, uh, Church Hall nearly, nearly 15 years ago I recognized him the moment I saw this picture in the paper Now Stubby couldn't possibly have committed those crimes Because on the day in, on the day in question He happened to be enjoying a romantic uh, candle lit dinner with me uh, tôi nhận ra ông ấy ngay tại cái khoảnh khắc mà tôi nhìn cái bức tranh này, bức ảnh này trên tờ báo rồi thì bây giờ stubby không thể nào mà có thể thực hiện những cái tội ác này bởi vì vào cái ngày được đề cập trong cái bài báo thì ông ta lại đang tận hưởng một cái buổi ăn tối dưới ánh nến vô cùng là lãng mạn với tôi right. rồi uh, the paper tức là cái tờ báo đó tôi recognize ông ta ngay tại cái khoảnh khắc này nó dùng cái cụm the moment để mà nói về trạng từ Yeah, ngay tại cái khoảnh khắc mà tôi nhìn thấy bức ảnh này uh, The day in question The in question là một cái cụm á Nó có nghĩa là những thứ đang được đề cập đến Đang được phân tích Thì đấy gọi là in question Không phải trong câu hỏi đâu Mà nó là as mentioned above đó, Đã được đề cập đến ở phía bên trên á right. Rồi a romantic uh, candle lit dinner Một cái bữa tối có ánh đèn nến đúng không? Được thắp lên và rất là lãng mạn. À, với tôi. I have written to the Ministry of Magic. À, sorry, Minister of Magic and I am expecting him to give stubby a uh, liaison, a liaison series, a full pattern uh, any day now. Tôi đã viết thư cho Bộ Pháp thuật và tôi đang hy vọng rằng ờ uh, Bộ trưởng Pháp Thuật sẽ cho Stubby với cái danh xưng là Sirius một cái sự xá tội từ từ Andy Andy Day Now tức là kiểu không lâu đó đúng không hay là kiểu một cái sự xá tội sớm Đấy, sớm vào tới đây Ui mấy cái bài này kiểu dịch nó toát cả mồ hôi luôn nào thì chỗ này nhá có cái từ Elias không biết mình đọc đúng không Uh, alias, no no, Al uh... sao tự nhiên mình không đọc được này? no no no, sao... <laughs> tự nhiên mình không đọc được từ này nhỉ? Phải xem lại cái cách phát âm của nó. Alias, alias đúng không? Alias, right. có nghĩa là kiểu một cái false or assumed identity, Đấy tức là kiểu một cái danh xưng nhưng mà nó lại 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 không đúng. Gọi khác là không hợp lý cho lắm nhỉ? À, use này when giving the name that person uh... à được rồi tức là kiểu có danh xưng là đúng không? giống cái từ mà các bạn hay dùng ấy aka rồi right, aka thì cái đấy nó phổ biến hơn nhá aka rồi right, cũng được biết đến với cái tên là serious pattern à sorry pattern tức là một cái sự ân xá đấy xá tội cho người ta nếu mà nói đến pháp luật còn any day now tức là kiểu như soon đúng không? Tôi hy vọng rằng là ông ta sẽ được xá tội sớm. Harry finished reading and, star, uh, and stared at the page in disbelief. Perhaps it was a joke, he thought. Perhaps the magazine often printed spoof uh, items. Harry uh, hoàn thiện cái việc đọc tờ báo đó và sau đó thì nhìn chằm chằm vào cái trang giấy đấy trong cái sự ngỡ ngàng. Có lẽ nó là một trò đùa, cậu ta nghĩ vậy có lẽ cái tờ tạp chí này nó thường in ra những cái bài báo vớ vẩn để mà kiểu thu hút cái sự quan tâm của công chúng. He flipped back a few pages and found the piece on Fudge. Cậu ta dở ngược lại một vài trang và sau đó thì thấy được cái bài báo về ông Fudge. Rồi cái từ disbelief tức là kiểu mình không tin vào những thứ gì đang xảy ra trước mắt mình đó, đấy, disbelief, right? còn belief đó là cái niềm tin. và đây là dis nó. perhaps thì bằng từ maybe thôi. các bạn cứ hiểu như thế, đúng không? nó bằng từ maybe, có lẽ. Uh, printed này, từ từ nó tức là nó in ra. spoof items, từ từ spoof items thì chắc chắn ở đây nó phải là một cái gọi là báo lá cải rồi đúng không? Đấy. chắc là kiểu thuật ngữ của um, giới chuyên môn uh, spoof items. nó mình phải xem lại một tí. Spoof items Nó không có nhỉ Google xem nào Chắc là thế các bạn ạ Spoof uh, items Chắc hẳn nó phải là kiểu tin rác Đấy hay đúng không Cái từ này có thể được coi như tin rác Hay là tin mà kiểu như lừa gạt người khác Đấy nhá Ok à, Còn flick ấy, thì bình thường khi mà chúng ta kiểu Như thế này Thì đấy gọi là flick Và nếu như mà các cái trang giấy thì tức là dở rất là nhanh đúng không? dở rất là nhanh. Rồi cái piece tức là cái bài báo hoặc là cái bài viết về ông Fudge, Cornelius Fudge, the Minister Magic denied that he had any plans to take over the running of the Wizarding Bank Gringotts when he was elected Minister Magic five years ago. Ông Fudge, bộ trưởng đương nhiệm của Bộ Pháp Thuật, từ chối, chối bỏ cái quan điểm rằng ông ta có bất cứ một cái kế hoạch nào để mà chiếm lấy cái việc vận hành của ngân hàng phù thủy Green Goats Khi mà ông ta được bổ nhiệm và vào cái vị trí bộ trưởng bộ pháp thuật 5 năm trước Rồi ông ấy phủ nhận nhá, ông ấy deny Đó, phủ nhận cái đấy rằng ông ta có bất cứ một cái kế hoạch nào để mà take over Tức là chiếm lấy một thứ gì Chiếm ừ. Rồi khi mà, à khi mà ông ấy được elected Đấy thì tức là được bầu nhá, được bầu, được bổ nhiệm, được bầu phiếu ấy làm bộ pháp thuật. Bộ trưởng Bộ pháp thuật 5 năm trước. Fudge has always insisted that he wants nothing more than to cooperate peacefully with the guardians of our gold. Ông Fudge thì luôn luôn khăng khăng quả quyết rằng ông ta không muốn gì ngoài cái việc chấp hành một cách yên bình với những người bảo hộ uh, tiền vàng của chúng ta. Insist một thứ gì đó tức là kiểu mình khăng khăng một mực Đấy. Um, gọi là khăng khăng một mực về cái việc đó đúng không right. cooperate tức là chấp hành peacefully một cách nó peaceful Right. guardian tức là cái người uh, bảo vệ nhá những người dám dám hộ hoặc là uh, bảo trợ đúng không của cái đống vàng của chúng ta này but does he nhưng mà liệu rằng có thật sự ông ấy như vậy không Sources close to the minister uh, have recently disclosed that Fudge's no, Fudge's dearest ambition to seize the control no, is to seize control of the goblin gold supplies and that he will not hesitate to use force if need be. Những cái nguồn mà rất là gần với lại bộ pháp thuật À, uh, từ từ những cái nguồn thân cận với lại bộ trưởng bộ pháp thuật thì gần đây đã tiết lộ rằng cái tham vọng lớn nhất của Fudge đó là nắm được cái quyền kiểm soát của chữ lượng vàng cung cấp đến từ yêu tinh. Và cái tham vọng đó đó là à và và tiết lộ rằng ông ta sẽ không có trần trừ trong cái việc sử dụng vũ lực nếu như cần đến. Đến để, để mà chiếm được cái, cái cái, ngân hàng đó. Rồi sources nguồn đúng không? Và đây là nguồn tin, nguồn thân cận của chúng tôi. Disclose một thứ gì đó tức là reveal, tiết lộ thử đấy ra. Dearest, ambition đúng không Tức là cái tham vọng mà nó lớn nhất Đáng kể nhất Seize, một thứ gì đó tức là giành lấy thứ đấy Túm lấy thứ đấy Seize dạ, Seize control nha, tức là kiểu kiệm uh, Nắm được cái quyền kiểm soát Supplies đúng không Tức là cái chữ lượng vàng cung cấp này Rồi, hesitate Đó là trần trừ và đây là không trần trừ Để mà use force Để mà sử dụng vũ lực Nếu cần đến Đấy, if need be các bạn có thể bắt trước trong những cái bài IELTS đúng không? If need be nếu cần đến. Hay mà. Đây này, nếu cần đến này. Cứ bắt trước cả cái cụm này. Tôi sẽ làm cái gì nếu cần đến đúng không? Uh, it wouldn't be the first time either said a ministry insider. Cornelius Goblin Kusher Uh, crusher Fudge, that's what his friends call him. If you could hear him uh, when he thinks no one's listening, oh, he's always talking about the goblins. He had done, he's had done in, uh, he, he's had them drowned. He's had them dropped off buildings. He's had them poisoned. He's had them cooked in pies. Và nó không phải là cái lần đầu tiên đâu, uh, một cái người thông tin ở trong bộ pháp thuật cho hay. Cái biệt danh đó là Cornelius Fudge, người tiêu diệt yêu tinh, đó là cái thứ mà bạn bè của ông ta gọi ông ấy. Nếu như mà các bạn có thể nghe thấy ông ta khi mà ông ta nghĩ rằng không ai đang lắng nghe được mình. Ôi, ông ấy luôn luôn nói về cái việc à nói về những cái con yêu tinh mà ông ta đã giết. Những con yêu tinh mà ông ta đã nhấn chìm những con yêu tinh mà ông ta đã thả rơi từ những cái tòa nhà những con yêu tinh mà ông ta đã đầu độc uh, hạ độc và những cái con yêu tinh mà ông ta đã nướng chín trong những cái uh, tấm bánh Đấy rồi inside đó là phía bên trong và insider tức là nội mật những người kiểu như ở phía bên trong đúng không có cái tin uh, có cái tin cái gì nhỉ nó gọi là tin mật rồi, insider và tiếp theo có cái từ Goblin Crusher Crush một thứ gì đó tức là nghiền nát thứ đấy Và đây có phải là kiểu kẻ tiêu diệt yêu tinh không? Đấy, hay là kiểu kẻ nghiền nát yêu tinh đúng không? À, khi mà các bạn phàn nàn về một cái thứ gì đó nhé Thì nó phải là always doing something đó, đấy là một cái chức năng của cái hiện tại tiếp diễn Tức là để phàn nàn đây này Đấy, tại sao nó không gọi là always cộng với lại hiện tại đơn Mà nó phải là vấp in để phàn nàn Để đưa ra cái kiểu sự khó chịu của mình ấy. Do somebody in Thì tức là kill somebody Đấy là một cái tiếng lóng Đấy, Trừ khử ai đó Rồi drown tức là nhấn chìm đúng không Tức là khiến cho nó bị ngập nước ấy, Thả chìm đó Dropped off Thả rơi từ các cái tòa nhà Rồi had them poison Tức là đã cho người hạ độc người ta Mình là chủ ý ấy, Nhưng mà người khác làm đó thì đấy gọi là have somebody cộng với lại một cái v3 à, cooked in pies nấu lấy cái thịt của chúng nó xong rồi nấu trong những cái cái bánh đúng không kinh khủng rồi Harry did not read uh, Harry did not read any further Fudge might have many folds, but Harry found it extremely hard to imagine him ordering goblins to be cooked in pies. Harry thì không có đọc bất cứ thêm một cái dòng chữ nào nữa. Ông Fudge thì có thể sẽ có rất là nhiều những cái khuyết điểm Nhưng mà Harry thấy cực kỳ là khó Để mà tưởng tượng rằng ông ta ra lệnh Cho những cái con Goblins để mà có bị Từ từ, để mà có có thể bị nướng chín trong những cái bánh Cái gì nhỉ? Uh, any further đúng không? Không hề có bất cứ một cái khoảng nào Một cái dòng chữ nào xa hơn nữa right fault tức là cái lỗi lầm của ông ta hoặc là cái khuyết điểm của ông ấy. Đấy nhưng mà cảm thấy vô cùng để mà khó tưởng tượng find it hard to do something nhá, đấy là cái cấu trúc của nó đó. Đấy, thấy là rất là khó để mà tưởng tượng này. Ông ấy ra lệnh để cho những cái con goblins này bị nướng chín trong những cái bánh. He flicked through the rest of the magazine, uh, pausing every few pages he read an an accusation that the ter, that the Tuskgill Tornadoes were winning the Quidditch League by a combination of blackmail, illegal broom tampering and torture. Cậu ta dở lướt rất là nhanh qua cái phần còn lại của tờ tạp chí, dừng lại ở một vài trang, cậu ta đọc uh, về từ từ. Dừng lại ở một vài trang khi mà cậu ta đọc thấy một cái lời tố cáo rằng cái đội tuyển Tornadoes đã chiến thắng được cái giải đấu Quidditch bằng cái việc kết hợp sử dụng tống tiền, uh, cái việc uh, sửa chữa trổi trái phép này và tra tấn người khác. OK, chúng ta sẽ có từ flick through nhé. Nhớ là khi mà dở qua một thứ gì đó rất là nhanh ấy. Đặc biệt là cái cuốn sách đúng không? Lướt qua thì đấy gọi là flick through, flick through. Rồi the rest phần còn lại này, uh, every few pages tức là cứ một vài trang thì lại dừng lại một cái để mà đọc. Cái accusation Tức là cái sự tố cáo Cái lời cáo buộc Combination đúng không Tức là cái sự phối hợp ấy, Kết hợp Blackmail Mình gửi thư Nặc danh Sorry Mình gửi thư tống tiền Một ai đó Thì đấy gọi là blackmail Broom tampering Thì tamper Tamper with something Tức là mình sửa chữa Một thứ gì đó Mình chỉnh thứ đấy Tamper with something đặc biệt nhé nếu mà trong pháp luật ấy, nếu mà người ta kiểu temper with evidence tức là kiểu người ta cố gắng kiểu giả mạo bằng chứng đấy phải hiểu là cái từ temper này nó có nghĩa là mình chỉnh một thứ gì đó nhá, điều chỉnh thứ đấy nhưng mà thường có nghĩa là kiểu như khiến cho nó bị lộn xộn bị rối loạn hết lên ấy, thì gọi là temper temper rồi and torture đúng không tức là uh, tra tấn đấy, tra tấn rồi tiếp theo này, an interview with a wizard who claimed to have flown uh, to the moon on a clean sweep six and brought back and brought back a bag of moon frogs to prove it. Uh, and an article on ancient runes which at least explained by why Luna had been reading the Quibbler upside down. Và tiếp theo đó là cái bài báo một cái một cái bài phỏng vấn với một phù thủy người mà đã tuyên bố là đã bay lên mặt trăng với cái chổi clean sweep thế hệ thứ sáu cái chổi clean sweep thế hệ thứ sáu và đem về một túi những cái con ếch ở trên mặt trăng để mà chứng minh được điều đó và tiếp theo harry đọc đến một cái bài báo về những cái cổ ngữ cổ đại thứ mà nó ít nhất giải thích vì sao Lunar đã phải đọc cái tờ tạp chí Quibbler theo cái thế lật ngược đấy thì có cái từ claim ấy tức là tuyên bố một cái việc gì đấy và have flown đúng không tức là đã bay fly fly to the moon rồi lại còn moon frog tức là ếch trên mặt trăng này đấy để mà chứng minh rằng là ông ta đã thực sự lên mặt trăng rồi ok runes đó là những cái cổ ngữ hay là những cái thuật ngữ kiểu thời xưa à, chính vì những cái cổ ngữ như thế thì cái con bé này này nó phải lật ngược lại cái tờ tạp chí để mà nó đọc nó upside down According to the magazine, uh, if you turn the runes on their head, they reveal the spell to make your enemies ears turn into kumquat. Uh, theo như cái tờ tạp chí này, nếu như mà chúng ta lật ngược những cái cổ ngữ đó uh, dốc lại theo cái phía đầu của nó, thì chúng nó sẽ tiết lộ một cái phép thuật để mà khiến cho cái đôi tai của kẻ thù của các bạn biến thành những cái quả quất. <laughs> vớ vẩn báo đúng kiểu báo lá cải đúng không cái từ gọi là tabloid eh, tabloid báo lá cải tabloid vớ vẩn đấy, báo lá cải rồi này cái từ come quật come đúng không come <laughs> đọc y hệt cái từ quất nhưng mà chẳng qua tiếng anh thì nó hơi bị cách điệu đi tí thôi nó gọi là quất nhé và đây review một thứ gì đó thì tức là tiết lộ một cái thần chú để, để mà khiến cái đôi tai của kẻ thù, đúng không? Nó biến thành những quả quất Nghe rất là BS, bullshit uh, In fact, compared to the rest of the articles in the Quibbler The suggestion that Sirius might really be the lead singer of the goblins Was quite sensible Trên thực tế thì so sánh với lại phần còn lại của những cái bài báo trong cái tờ Quibbler này Thì cái ngụ ý rằng Sirius thực tế là cái ca sĩ chính của cái ban nhạc The Goblins thì chính ra nó lại khá là có lý. <laughs> so với lại những cái câu chuyện bullshit còn lại trong cái cuốn tạp chí này thì cái thông tin rằng ông Sirius là ca sĩ là ca sĩ chính nó lại khá là sensible, nó make sense, đúng không? Nó có lý. Bảo là cải rất là vớ vẩn. Uh, có từ gì nhỉ? Suggestion đúng không? Tức là cái sự ngụ ý hay là cái sự đề xuất Đấy, thế thôi, rằng, rồi, mệnh đề danh từ này, đằng sau phải có S có V này Lead singer, tức là cái ca sĩ chính của cái ban nhạc này Thì khá là sensible, đúng không? Khá là có lý Anything good in there? Asked Ron as Harry closed the magazine, of course not Said Hermione scathingly Before Harry could answer, the quibbler's rubbish Everyone knows that Có bất cứ cái thông tin gì hay ho ở trong đó không? Ron hỏi khi mà Harry đóng cái tờ tạp chí lại, tất nhiên là không rồi. Hermione nói một cách rất là uh, scathing, cay nghiệt, nào, một cách rất là khắc nghiệt. Trước khi mà Harry có thể trả lời, cái tờ tạp chí Quibbler nó là rác rác rưởi, tất cả mọi người đều biết điều đó mà. Rồi scathing ấy thì đó là một cái giọng ấy, scathe khi mà chúng ta kiểu skate một người nào đó nhá tức là kiểu mình 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 giống như uh, mình skate một ai đó à đây là cái gốc từ của nó đây này đai nghiến đúng rồi nó nên dùng cái từ đai nghiến một ai đó thì đó là scathe người ta uh, skate somebody đúng không đấy vì vậy cho nên các bạn có thể sử dụng một cái scathing tone tức là một cái tông giọng mà nó đai nghiến người khác và nếu như mà cái con bé này nó đang nói một cách scathingly right thì ý của nó là đang muốn uh, uh, không tìm vào tiếng Việt. <laughs> Đây này, nó gọi là scornful. đó có cái có cái giọng có cái uh, trạng thái chỉ trích ở đấy. Rồi rubbish vớ vẩn rác thải. Rác rưởi, tất cả mọi người đều biết điều đó mà. Excuse me, said Luna her voice has certainly lost its dreamy quality. My father's the editor. Uh, xin lỗi Luna nói, giọng nói của cô ấy thì bất thình lình mất đi cái... cái 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 chất mơ mộng của nó. Bố tớ là biên soạn của cái tờ tạp chí này mà. Rồi cái dreamy quality đúng không? Tức là cái phẩm chất mà nó hơi mơ mộng trong cái giọng nói của con bé này. Rồi còn editor đúng rồi, uh, biên tập viên. I uh, oh, said harmony looking embarrassed. Well, it's got something interesting. I mean it's quite uh tớ uh, Nói đi nói, nhìn vẻ mặt vô cùng là ngượng ngùng um, Nó cũng có Nó có ít thông tin thú vị Ý của tớ là nó khá là Kiểu rất là ngập ngừng đúng không Không biết nói cái câu gì uh, have it back, thank you Said Luna coldly And leaning forward She snatched it out She snatched it out of Harry's hand Rifling through it uh, To page 57 She turned it resolutely upside down again and disappeared behind it, disappeared behind it, <laughs> disappeared behind it, just as the compartment door opened for the third time. thôi, tôi sẽ lấy lại nó đây. cảm ơn cậu nhé. Luna nói một cách rất là lạnh lùng và dướn người về phía đằng trước thì cô ta giật cái tờ tạp chí khỏi tay của Harry. lean, nữa. À, lean, dướn người hay là dựa người về phía đằng trước này. snatch giật một cái. Đã, giật một cái. Ra khỏi tay của Harry, dở rất là nhanh tới trang 57. Cô ấy lại lật ngược cái tờ tạp chí lại một lần nữa một cách vô cùng là quả quyết và sau đó thì biến mất vào phía đằng sau cái tờ tạp chí đấy. Vừa lúc đó thì cái cánh cửa của khoang tàu nó mở ra vào lần thứ ba. Rồi rifle ấy, đó là cái quả cái 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 khẩu súng trường thì nó gọi là rifle. Ờ, nhưng mà nếu như mà chúng ta dùng cái từ rifle ở cái dạng nó gọi là phrasal verb đi với lại từ through á, thì ý của nó có nghĩa là kiểu swat swat đấy là nghĩa đen nhé còn nghĩa bóng thì tức là mình lượt đúng không mình lượt qua rất là nhanh một thứ gì đó thì đây gọi là rifle through nó giống kiểu các bạn cầm súng ấy, xong rồi lục xoát dơ lên dơ xuống đúng không right. nhớ nhá cái rifle chính là cái súng trường á và đây này, nó dùng ở dạng động từ đi theo phrasal verb nó resolute tức là có một cái một cái, cái một cái trạng thái kiểu mình một mực uh, mình mình kiên định đấy, mình chắc chắn ở đấy quả quyết ở đấy thì gọi là resolute tính từ uh, cánh cửa khoang tàu mở ra lần thứ ba Right. Thấy không Cái tiểu, tiểu tiếng anh nó rất là đa dạng ấy kiểu một cái từ nó có thể được sử dụng theo các cái tầng nghĩa loại từ khác nhau harry looked around he had expected it. từ từ bắt đầu khô miệng rồi nốt trang này nhá đó nốt trang này đi đấy sau đó off nhá ngày mai đọc tiếp harry looked around he had expected this But that did not make the sight of Draco Malfoy smirking at him from between his cronies G Crab and Goyle any more enjoyable. Harry quay ra phía đằng xung quanh để mà nhìn cậu ta đã uh, nghĩ đến việc này trước đó nhưng mà cái suy nghĩ trước đó thì không khiến cho cái hình ảnh của thằng Draco Malfoy đang cười nhách mép về phía của cậu ấy đứng giữa hai cái thằng tùy tùng của nó Crab và Goyle nó thích thú hơn bất cứ một cái tí nào đối với lại Harry. Cái gì? Đợi cả ngày nghe anh live. À buổi tối em ơi, buổi tối còn à, bình thường là ban ngày làm các cái công việc à, kiểu khác. À, tối thì vừa mới dậy xong thì mới live, bởi vì không còn việc gì để làm. Ờ à, side tức là cái hình ảnh của thằng Draco Malfoy smirk, à, cười nhếch mép một cái, cười đều đúng không? Crony thì tức là cái tay sai hoặc là cái thằng mà nó gọi là đệ tử đấy, tùy tùng đúng không? đi kèm mình thực hiện những cái nó gọi là do uh, doing my bit đó coi là thực hiện những cái chỉ thị của mình. Rồi crony nó là như thế tay sai. Nó không khiến cho cái hình ảnh đấy nó thích thú hơn một tí nào. What he said uh, he said aggressively before Malfoy could open his mouth. Manners, Potter, or I'll have you, or I'll have to give you a detention," drawled Malfoy, whose sleek blonde hair and pointed chin were just like his father's. Cái gì? Mày muốn gì? Harry nói một cách vô cùng là cục súc, một cách đầy hung hăng, trước khi mà Malfoy có thể mở miệng của nó ra. Aggressive, Đó, một cách kiểu hiếu chiến, xong rồi là sẵn sàng kiểu nhào vô đánh nhau, Đấy, hung hăng. Nào, thái độ nào, Potter? Uh, phép cư xử nào, Porter hoặc là tao sẽ cho mày một cái lệnh cấm túc đấy. thằng Malfoy nó đãi cái giọng của nó ra. người mà có cái mái tóc vàng, óng uh, mượt mà và một cái cầm nhọn giống y hệt như là những thứ của bố nó. rồi, nào có cái từ manners, đúng không? tức là kiểu phép tắc đâu, phép lịch sự đâu, Porter À, nếu không thì tao sẽ cho mày một cái detention, đấy, một cái lệnh cấm túc buổi chép phạt hay là bị nhốt vào một cái nơi nào đó. Draw tức là cái giọng của nó ấy. Nó kiểu nó kéo dài ra, nó đãi cái âm của nó ra. Đấy như thế. Đấy, giọng nó hơi kiểu uh, giống cái um, giọng của người say ấy đang lải nhải. Sleek tức là một thứ gì nó mượt này. Đấy nó không có cái cái nếp gấp bị uh, cộm lên. Thì đấy gọi là sleek Rồi pointed chin cầm nhọn nha Giống y hệt thằng bố đó <laughs> Thằng bố đó uh, You see I, unlike you, have been made a prefect, which means that I, unlike you, have the power to hand out punishment. Mày thấy đấy, tao không giống như mày đã được phong cho làm một cái trưởng ban. Cái điều này có nghĩa rằng tao không giống như mày, có cái quyền để mà đưa ra những cái hình phạt Hand out một thứ gì đó tức là kiểu phân phát thứ đấy Đó hoặc là kiểu give out um, Đưa ra bên ngoài Đấy thì ý của nó kiểu như là đưa ra những cái hình phạt này Have been made tức là đã được phong Tức là người khác làm á Đấy cái chỉ thị đấy là đến từ người khác Còn mình là um, Cái kết quả của nó Đó đã được made Đã được phong cho làm cái danh hiệu đằng sau Yeah, said Harry, but you, unlike me, are a jit So get out and leave us alone. Đúng rồi, Harry nói. Nhưng mà mày không giống như tao, là một cái thằng chó uh, cặn bã. Thế cho nên là biến đi và hãy để bọn tao yên. Jerk ở đây chắc chắn là một cái tiếng lóng rồi, đúng không? Nó nói đến một thằng khốn, a jerk. Right. Từ từ xem nào. Nó là cái gì ta? Đây này, an unpleasant or contemptible person Đấy một thằng chó đẻ đúng không? Hay là kiểu như một thằng khốn là like, jerk right. Tiếng lóng nhé Ron, Hermione and Ginny and Neville laughed Malfoy's lip curled Tell me how does it feel being scorned à, uh, being second best to Weasley Potter? He asked Cả mấy đứa này thì đều cười phá lên Cái uh, môi của thằng Malfoy thì nó cong lại Nó bĩu lên Hãy nói cho tao Uh, cảm xúc nó như thế nào khi là cái người đứng thứ hai phía đằng sau Weasley, Potter, uh, Malfoy hỏi rồi có cái từ gì nhỉ, curl đúng không? tức là kiểu uốn cong, Đấy, đi uốn tóc thì cũng là kiểu uh, get my hair curled, right. hay là have my hair curled, rồi uốn tóc. How does it feel? nó cảm thấy như thế nào khi là second best, cái thứ mà đứng thứ hai đúng không? nó là the runner, runner up runner up tức là kẻ về nhì à, kẻ về nhì <laughs> người đứng thứ hai shut up Malfoy said Hermione sharply I seem to have touched a nerve said Malfoy smirking well just watch yourself Potter because I'll be dogging you uh, I'll be dogging your footsteps in case you step out of line câm mồm đi Malfoy Hermione nói rất là đanh đấy a, à, tao có vẻ là đã động vào không, tao có vẻ là đã khiến ai đó tức tối rồi kìa Malfoy nói Và cười nhách mép Cái này mình dịch cho nó thuận miệng thôi Chứ còn nó thuận tiếng Việt thôi Chứ còn touch a nerve Cái nerve này này nó là cái dây thần kinh Và nếu mà kiểu như uh, ai đó Mà touch vào cái nerve của chúng ta đúng không Tức kiểu gọi là chạm mạch Chạm mạch Khiến mình nó gọi là điên tiết lên Đấy chạm mạch chứ mà Khiến mình điên lên nhá Khiến mình kiểu như là tức tối lên right it really gets on my nerves gets on đây là cái idiom mà uh, nguyên gốc của nó nó dùng như thế này gets on my nerves Đấy, thực sự là kiểu nó khiến mình điên Đó, đúng không? gets on my nerves nó là như vậy. Đấy. Right. Rồi smirk cười uh, nhếch mép này. Mày cứ cẩn thận nhé Porter bởi vì tao sẽ theo từng bước của mày. Đấy. Phòng khi trong trường hợp mày um, phá luật rồi, nào watch out, đúng không? Kiểu watch yourself, hãy canh chừng, hãy cẩn thận này Bởi vì tao sẽ dogging mày Nào các bạn hiểu cái từ dog ở đây nó là cái gì? Đó là con chó, đúng không? Nhưng mà ở dạng động từ ấy Tao sẽ dog cái bước chân của mày Tức là theo sát bước chân của mày Đấy, bởi vì con chó mà, đúng không? Nó đi theo mình mà Đấy, thế cho nên dog ở dạng động từ ấy Tức là bám theo, follow Follow, right? Follow Dùng ở dạng động từ nó là như thế Rồi nhất nhá là dùng cho những cái văn cảnh về cánh nhà báo ấy reporters rồi là cánh nhà báo các kiểu ấy đó, thì thường đúng không? những cái ngôi sao người ta sẽ bị đó đừng có hiểu nhạy cảm gì chưa bị Dock bởi reporters tức là kiểu bị theo sát ạ xong rồi rình dập ấy bởi những cái phóng viên đấy đó nó là như thế được không phải đó ghi đừng có vớ vẩn nào in case tức là phòng khi này uh, trong trường hợp này mày step out of line mày bước ra khỏi cái ranh giới tức là phá luật đúng không get out said Hermione standing up sniggering Malfoy gave Harry a last malicious look and departed Crab and Goyle lumbering in his wake biến đi Hermione nói đứng dậy đấy cười khúc khích này thì thằng Malfoy nó liếc nhìn Harry một cái nhìn rất là tinh quái uh, ma mãnh cuối cùng và sau đó thì rời đi Crab và Goyle thì lùng lũng lưng lững đi phía đằng sau nó uh, hoặc là kiểu như kh... lumber khom người hoặc là nó đi một cách rất là cục mịch ấy thì đấy gọi là lumber đấy, ok nào chúng ta có từ malicious tức là một thứ gì mà nó danh mãnh nó tinh quái nó đang có âm mưu hãm hại mình thì đấy gọi là malicious uh, và depart đúng không tức là khởi hành vậy thì đây tức là nó đang rời đi right. lumber Bình thường ấy nó gọi là cái một người tiều phu. Nhưng mà nếu như dùng ở dạng động từ ấy thì um, nó giống kiểu đi một cách đang như kiểu là đang mang vác một thứ gì đó. Đấy lumber nha, nó là như thế. Rồi. Đây dùng ở dạng động từ này thì nó phải là đi một cách rất là cực khổ đúng không? Bởi vì mấy thằng này nó béo mà. Honey slammed the compartment door behind them and turned to look at Harry, who knew at once that she like him. Had registered what Malfoy had said. And been just unnerved. Uh, and been just as unnerved by it. By it. Hermione thì đóng sầm cái cánh cửa của khoang tàu phía đằng sau mấy cái thằng đó. Mấy cái thằng uh, Malfoy, Crab và Goyle và sau đó thì quay ra để mà nhìn về phía của Harry. Người mà biết ngay lập tức rằng cô ấy cũng giống như cậu ta. Thì đã bị 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 uh, đã tiếp nhận những thứ gì mà thằng malfoy nó đã nói và cũng bị ức chế bởi cái lời nói đó Ở slam thì bình thường nó coi như là tác động lực rất là mạnh nhưng mà đây nó đi về cánh cửa tức là đóng sầm một cái đấy, và at once ngay lập tức đúng không hát register một thứ gì đó tức là kiểu mình ghi nhận thứ đấy mình tiếp nhận nó à rồi không phải đăng ký nhá nó coi là tiếp nhận cái đấy vào bên trong cái um, hệ thống hay là cái suy nghĩ của mình unnerved. Be unnerved, be unnerved tức là kiểu khiến cho cái mạch của mình ấy nó hỗn loạn. À, và nếu mà nói đi cảm xúc đúng không? Tức là nó 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 gây hấn xong rồi nó khiến mình khó chịu thì đấy gọi là bị unnerved. Bị unnerved bởi cái lời nói đó. Chuckers another frog, Said Ron who had clearly noticed nothing. Ném cho tớ một cái sô cô la ếch nữa nào, Ron nói, người mà rõ ràng là không để ý đến bất cứ cái điều gì từ khuôn mặt của hai đứa bạn của mình đúng không? Chuck uh, quăng nha hay là kiểu ném tung cho mình tung cái hành động kiểu như uh, tung một thứ gì đó về đằng trước á. Harry could not talk freely in front of Neville and Luna. He exchanged another nervous look with Hermione and then stared out of the window. Right. rồi Harry không thể nào nói chuyện một cách tự do phía trước Neville với lại Luna được uh, trước mặt hai cái đứa này được. cậu ta Nhìn Harmony từ từ cậu ta trao đổi một cái nhìn nó vô cùng là um, lo lắng, lo âu, sốt sắng với lại Harmony và sau đó thì nhìn chằm chằm ra khỏi cửa sổ. Exchange, đúng không? Trao đổi. Hai đứa nó nhìn nhau. Đấy, và đấy, bọn nó nhìn nhau một cách rất là nervously. Rất là bồn chồn lo lắng. He had thought Sirius coming with him to the station was a bit of a laugh. But suddenly it seemed reckless, if not downright dangerous. Cậu ta đang nghĩ rằng Sirius đi đến cùng với mình tới nhà ga Nó là một cái um, trò đùa, một cái thứ gì mà đem lại tiếng cười cho người khác Nhưng mà bất thình lình, nó có vẻ rất là liều lĩnh Nếu không muốn nói rằng là vô cùng nguy hiểm A bit of a laugh, tức là kiểu nó như là trò đùa đúng không? Một cái thứ gì mà nó nhẹ nhàng đem lại tiếng cười cho người khác thôi à, Nhưng mà vô tình, bất thình lình này, nó có vẻ reckless à, Tức là liều, đấy mạo hiểm quá nếu không muốn nói là dangerous đúng không nguy hiểm downright um, nó nói đến mức độ ấy tức là vô cùng hay là cực kỳ nha nó bổ nghĩa cho một cái tính từ đằng sau had been right, uh, Sirius should have not come, should not have come. What if Mr. Malfoy had noticed the black dog and told Draco? What if he had deduced that the Weasleys, Lupin, Tongs and Moody knew where Sirius was hiding? Or that um, Or had Malfoy's use of the word Dogging been a coincidence Hermione uh, đã đúng đấy Sirius đáng lẽ không nên tới đây Should not have come Đúng không? Đáng lẽ Giả định một điều không có thật trong quá khứ Tới đây Lỡ như ông Malfoy Tức là thằng bố của thằng Malfoy ấy, Đã để ý rằng cái con chó đen Và nói với lại Draco Dra Và nhỡ như Thằng Draco đã không, nhỡ như ông ông Malfoy đã có thể suy luận ra được đã đã có thể suy luận ra được rằng nhà Weasley này Lupin và Thongs và Moody biết về cái nơi ẩn náu của Sirius, đấy hoặc là nếu không thì cái sự sử dụng về cái từ ngữ jogging của cái thằng Malfoy uh, chẳng nhẽ nó lại chỉ là một sự trùng hợp thôi sao? đấy, cái câu hỏi tu từ trong đầu Harry, ấy. đây này bọn này nó chơi chơi chữ rất là hay nhé nào the black dog nhỡ như what if đó nhỡ như là ông Malfoy đã notice cái con chó đen Đấy. và deduce tức là suy luận rút ra rằng mấy người này thì đang biết về cái nơi mà Sirius đang ẩn náu chứ còn nếu không thì chẳng nghĩa cái cái việc sử dụng uh, từ từ cái việc sử dụng từ ngữ cái từ dogging của thằng Malfoy nó là một cái coincidence nó là một cái sự trùng hợp nữa không lẽ nó là một sự trùng hợp à rồi right, đúng không ý cái câu hỏi uh, tu từ nhá trong đầu còn use nó dùng dạng danh từ tức là cái việc sử dụng một thứ gì đó đây là các bạn thấy là nó nó dùng từ dogging nữa tức là đi theo sau bám sát theo ai đó rồi right. ok đúng tròn 12 hai giờ nhá uh, alright, rồi thì các bạn thường này, cuối giờ mình sẽ put in plug. Right, mình sẽ Quảng cáo tí các bạn có thể lên uh, phở bò nhé theo dõi cái trang này của mình có rất là nhiều tài liệu ielts ôn tập miễn phí đấy, rồi là có nhiều các cái tips các cái kiến thức để mà học tiếng anh cũng như là ielts trên uh, fb nhé lên đấy tương tác xong rồi theo dõi có thể kiểu cho mình một like trang cũng được right. còn uh, xem lại livestream thì các bạn lên đây cũng thế thôi được live là vào từ thứ hai cho đến thứ bảy 10 rưỡi cho đến 12 giờ đêm nhá các bạn có thể vào đây Hãy đồng hành với mình trong cái cuốn truyện Harry Potter tập 5 này hiện tại đang ở trang 194 và buổi còn nhiều